Hello everyone. Today we continue Unit 5, Natural Wonders of Vietnam. And the lesson today is a closer look to. Mến chào các em. Hôm nay chúng ta tiếp tục bài số 5, những kỳ quan thiên nhiên ở Việt Nam. Và phần bài học ngày hôm nay thầy sẽ dạy cho các em đó là phần a closer look to. Trong bài học này, thầy sẽ hướng dẫn cho các em biết và cách sử dụng danh từ đếm được và danh từ không đếm được, các tính từ chỉ số lượng dùng với các loại danh từ này và cách dùng động từ khiếm khuyết must, mustn't dùng để diễn tả sự bắt buộc hoặc là sự ngăn cấm. Đầu tiên, thầy sẽ hướng dẫn cho các em biết thế nào là danh từ đếm được và thế nào là danh từ không đếm được nhé. Danh từ đếm được hay trong tiếng Anh còn gọi là countable nouns, và danh từ không đếm được trong tiếng Anh gọi là uncountable nouns. Về danh từ đếm được, chúng ta có định nghĩa như sau. Danh từ đếm được là danh từ mà ta có thể sử dụng với những số đếm như 1, 2, 3, vân vân để nói về số lượng. Danh từ đếm được có cả hình thức số ít và số nhiều. Ví dụ như chúng ta muốn nói một tảng đá thì trong tiếng Anh chúng ta có thể nói là a rock hoặc là one rock. Mình muốn nói một hòn đảo thì mình có thể nói là an island hoặc là one island. Nhưng khi chúng ta muốn nói ở hình thức số nhiều, ví dụ như muốn nói những tảng đá thì chúng ta nói là rocks. Chúng ta thêm s vào sau danh từ rock. Hoặc chúng ta muốn nói 5 tảng đá thì chúng ta nói là 5 rocks. Hoặc khi chúng ta muốn nói những hòn đảo thì mình nói là islands. Chúng ta cũng thêm s vào sau danh từ islands. Hoặc khi chúng ta muốn nói 2 hòn đảo thì chúng ta nói 2 islands. Tùy theo số lượng của đồ vật mà chúng ta muốn nói, số nhiều hay số ít, mà các em có thể dùng số đếm đứng trước danh từ sao cho nó phù hợp. Và đối với danh từ số nhiều thì các em nhớ chúng ta thêm s hoặc là es, tùy theo danh từ đó có âm tận cùng là gì nhé. Hình thức danh từ thứ hai là danh từ không đếm được. Danh từ không đếm được là danh từ mà chúng ta không thể sử dụng với các số đếm như 1, 2, 3 để nói về số lượng. Danh từ không đếm được thường được sử dụng với hình thức số ít. Ví dụ như chúng ta có cream là kem, chocolate là sô-cô-la, vân vân. Activity number 1. Is the underlying noun
countable or uncountable. Write C, countable, or U, uncountable. Bài tập thứ nhất, những danh từ được gạch chân sau đây là danh từ đếm được hay không đếm được. Chúng ta hãy xác định, ví dụ như nếu là danh từ đếm được thì chúng ta viết tắt là chữ C, viết tắt cho chữ countable. Còn danh từ nào là danh từ không đếm được thì chúng ta viết tắt là chữ U, là viết tắt của chữ uncountable. Ok, đầu tiên, để giúp các em dễ làm bài, thầy sẽ hướng dẫn các em về ý nghĩa của những từ này nhé. Number one, the children are very tired after a day of fun. Các em nhỏ rất mệt sau một ngày đi chơi. Từ được gạch chân ở đây là day. Number two, be careful, the water is deep. Cẩn thận nào, nước sâu đấy. Từ được gạch chân ở đây là water. Number three, my mother uses real butter in the cakes she bakes. Mẹ của tôi sử dụng bơ chất lượng cao để nướng bánh. Danh từ được gạch chân ở đây là butter, bơ. Number four, remember to bring the necessary travel items. Hãy nhớ mang theo những vật dụng cần thiết khi đi du lịch. Danh từ được gạch chân ở đây là items. Number five, how about meeting at the canteen for some tea? Sure, what time? Chúng ta hãy gặp nhau để uống trà ở căng tin nhé. Được, lúc mấy giờ? Từ được gạch chân ở đây là tea, nghĩa là trà. Ok, bây giờ thầy mời các em suy nghĩ và điền đáp án nhé. Để có được những đáp án chính xác, chúng ta xem lại phần định nghĩa danh từ đếm được và danh từ không đếm được ở phần vừa rồi mà thầy vừa hướng dẫn cho các em. Now, let's go. Và sau đây là đáp án của chúng ta. Number one, the children are very tired after a day of fun. Danh từ day là danh từ đếm được. Đáp án là C, tức là viết tắt của chữ countable. Bởi vì các em thấy phía trước danh từ day có chữ a, nghĩa là một. Vậy danh từ này chúng ta dùng được với các số đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, v.v. thì ta gọi đây là danh từ đếm được. Câu thứ hai, be careful, the water is deep. Danh từ water là danh từ không đếm được. Nước không đếm được. Đáp án của chúng ta là uncountable. Chúng ta thấy danh từ water, nghĩa là nước, là danh từ số ít. Nhưng phía trước nó không có mạo từ a, an, hoặc là one. Vậy chúng ta suy ra water là danh từ không đếm được. Câu số 3, my mother uses real butter in the case she bakes. Ở đây chúng ta thấy danh từ butter là danh từ số ít, nhưng ở phía trước nó cũng không có mạo từ a và cũng không có số đếm one. Như vậy butter cũng là danh từ không đếm được. Number 4, remember to bring the necessary travel items. Ở đây chúng ta có danh từ items đang được viết ở hình thức số nhiều, từ đó chúng ta suy ra đây là danh từ đếm được. Chỉ có danh từ đếm được thì mới có hai hình thức, số ít và số nhiều. Câu thứ 5, how about meeting in the canteen for some tea? Sure, what time?
Ở đây chúng ta thấy chữ tea có nghĩa là trà. Danh từ này đang được viết ở hình thức số ít, mà ở phía trước nó chúng ta cũng không thấy mạo từ a, an hoặc là one. Từ đó chúng ta suy ra trà là danh từ không đếm được, uncountable. Bây giờ thì mời các em kiểm tra lại đáp án bài tập của mình nhé. Câu nào sai thì chúng ta sửa lại. Nội dung tiếp theo của bài học là thầy sẽ hướng dẫn cho các em một số tính từ chữ số lượng mà chúng ta sử dụng với các danh từ đếm được và danh từ không đếm được. Ok, cách sử dụng của các tính từ chữ số lượng này như sau. Chúng ta sử dụng tính từ some, many, a few để nói về số lượng cho danh từ đếm được. Some có nghĩa là một vài, many nghĩa là nhiều, a few có nghĩa là một số hoặc là một vài. Nghĩa của nó tương tự như là some. Và chúng ta cũng sử dụng some có nghĩa là một ít, much nghĩa là nhiều, a little nghĩa là một tí và là một ít cho danh từ không đếm được. Như vậy, qua quan sát cách sử dụng của những tính từ chữ số lượng này dành cho danh từ đếm được và không đếm được, các em có thể thấy tính từ some chúng ta dùng cho cả danh từ đếm được và danh từ không đếm được. Tuy nhiên, khi chúng ta dịch nghĩa sang tiếng Việt thì có khác đôi chút. Some dùng với danh từ đếm được, chúng ta dịch nghĩa là một vài. Nhưng khi some dùng với danh từ không đếm được, chúng ta dịch nghĩa là một ít. Điều thứ hai các em cần lưu ý đó là hai tính từ mang nghĩa nhiều và ít. Đối với danh từ đếm được, chúng ta muốn nói nhiều, chúng ta dùng many. Nhưng đối với danh từ không đếm được, khi muốn nói nhiều, chúng ta dùng much. Ngoài ra, khi mà chúng ta muốn nói một ít, một vài, thì đối với danh từ không đếm được, thì đối với danh từ đếm được, chúng ta dùng a few. Nhưng đối với danh từ không đếm được, thì chúng ta phải dùng a little. Đây là quy tắc quan trọng phân biệt cách sử dụng tính từ chỉ số lượng dành cho danh từ đếm được và danh từ không đếm được. Các em ghi chép cẩn thận, học thuộc để chúng ta ghi nhớ cách sử dụng của chúng nhé. Ngoài ra, các em còn lưu ý thêm cặp tính từ chỉ số lượng some và any. Cả hai tính từ này đều có nghĩa giống nhau là một vài hoặc là một ít. Tuy nhiên, tính từ some chúng ta thường dùng trong câu khẳng định hoặc là lời mời. Còn tính từ any chúng ta dùng trong câu phủ định
hoặc nghi vấn. Activity 2. Choose the correct option for each sentence. Hoạt động 2. Hãy chọn đáp án chính xác cho mỗi câu. Trong hoạt động 2 này, chúng ta có 5 câu bài tập. Mỗi câu bài tập cho chúng ta 2 đáp án. Các em hãy đọc kỹ đề bài của mỗi câu để chúng ta chọn đáp án cho chính xác nhé. Trước hết, chúng ta cùng tìm hiểu nội dung của 5 câu bài tập này như thế nào nhé. Number 1. I have questions to ask you. Tôi có những câu hỏi để hỏi bạn. Đáp án A, a few, một vài. Đáp án B, a little, một ít. Number 2, Australia is very nice. It has natural wonders. Nước Úc thì rất đẹp, nó có những kỳ quan thiên nhiên. Ở đây chúng ta có A, much, B, many. Cả hai tính từ này đều có nghĩa là nhiều. Tuy nhiên thì cách sử dụng khác nhau. Các em có thể xem lại bài học vừa rồi để chúng ta xác định tính từ nào dùng với danh từ đếm được và tính từ nào thì dùng với danh từ không đếm được nhé. Number 3. This is a difficult lesson, so only students can understand it. Đây là một bài học khó, vì vậy chỉ có học sinh hiểu nó. Ta có A, a few, một vài, một ít. B, many, nhiều. Number 4. It is a very dry area. There isn't rain in summer. Đây là một vùng đất rất khô cằn, không có mưa vào mùa hè. Ta có hai đáp án như sau: A, a little, một ít. B, much, nhiều. Number 5. We've got very time before our train leaves. We must hurry up. Chúng ta còn rất thời gian trước khi xe lửa rời đi. Chúng ta phải đi nhanh lên. Ta có đáp án A, little. Đáp án B, much. Ok, bây giờ thầy mời các em suy nghĩ và chọn đáp án nhé.
Và sau đây là đáp án của chúng ta. Câu số 1, A, a few. Dễ dàng nhận thấy questions là danh từ số nhiều. Như vậy chúng ta chỉ dùng được với tính từ chỉ số lượng a few. Tại sao? Vì danh từ số nhiều là danh từ đếm được. Còn a little chúng ta chỉ dùng cho danh từ không đếm được thôi. Câu số 2, đáp án là many. Cũng tương tự như câu số 1, các em thấy natural wonders, các kỳ quan thiên nhiên. Danh từ này đang được viết ở hình thức số nhiều, do đó nó là danh từ đếm được. Danh từ đếm được thì chúng ta dùng many chứ không dùng much. Câu số 3, đáp án là a few, một ít hoặc là một vài. Trong câu bài tập này, chúng ta cần dựa vào ý nghĩa của câu. Câu này có nghĩa là đây là một bài học khó, vì vậy chỉ có một vài học sinh mới hiểu được nó. Đồng ý là cả hai đáp án a few và many chúng ta đều dùng được với danh từ số nhiều, đếm được. Tuy nhiên đối với nghĩa của câu này thì many không phù hợp. Câu số 4, đáp án là be much. Tương tự như câu số 3, thì ở câu số 4, cả hai đáp án a little và much chúng ta đều dùng được cho danh từ không đếm được. Danh từ không đếm được ở đây là rain, nghĩa là mưa. Tuy nhiên, theo nội dung của câu thì much phù hợp ý nghĩa hơn. Nội dung của câu như sau: đây là một vùng đất rất khô cằn, không có nhiều mưa vào mùa hè. Câu số 5, đáp án là a little, có nghĩa là ít. Câu số 5 chúng ta cũng dựa vào ý nghĩa của câu bài tập. Little có nghĩa là ít, much có nghĩa là nhiều. We've got very little time before our train leaves. We must hurry up. Chúng ta còn rất ít thời gian trước khi xe lửa rời đi. Chúng ta cần phải đi nhanh lên. Do đó tính từ much có nghĩa là nhiều, không phù hợp cho nội dung của câu chúng ta. Bây giờ thầy mời các em kiểm tra lại đáp án của mình và sửa bài nhé. Activity 3. Fill each blank with a, any, some, much or many. Hoạt động thứ 3. Hãy điền vào chỗ trống với những từ a, any, some, much hoặc là many. Ok. Tương tự như bài số 2, các em cũng xem lại quy tắc sử dụng những cái tính từ chỉ số lượng đối với danh từ đếm được và không đếm được, để chúng ta điền vào cho nó thích hợp nhé các em. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ý nghĩa của những câu sau đây. Rồi các em suy nghĩ, rồi chúng ta cùng làm nhé. Number 1, how books are there in your bag? Có bao nhiêu quyển sách trong cặp của bạn? Number 2, there isn't milk in the fridge. It's empty. Không có sữa trong tủ lạnh trống rỗng. Number 3, how sugar do you need for your tea, mom? Mẹ cần bỏ vào ly trà bao nhiêu đường? Number 4, we need to buy new furniture for the house. Chúng ta cần mua đồ nội thất mới cho ngôi nhà. Number 5, there is big cave in this area. Có hang động lớn ở nơi này. Ok, bây giờ chúng ta hãy dựa vào những danh từ được cho ở phía sau mỗi khoảng trống. Các em xác định xem đó là danh từ đếm được hay là danh từ không đếm được. Ngoài ra, chúng ta còn chú ý thêm câu mà chúng ta đang làm, đó là câu khẳng định, phủ định hay là nghi vấn, để chúng ta dùng chính xác some hay là any. Bây giờ, thầy mời các em suy nghĩ làm bài nhé.
Sau đây là đáp án của chúng ta. Câu số 1. How many books are there in your bag? Books là danh từ đếm được số nhiều. Vì vậy, trong câu hỏi về số lượng, chúng ta dùng how many. Câu thứ 2. There isn't any milk in the fridge. Không còn một tí sữa nào ở trong tủ lạnh. Sữa là danh từ không đếm được. Và câu này, there isn't là câu phủ định. Vì vậy, chúng ta dùng tính từ any. Câu thứ 3. How much sugar do you need for your tea, mom? Ở đây chúng ta dùng tính từ much, dùng để hỏi về số lượng. Vì danh từ trong câu là sugar, nghĩa là đường. Đây là danh từ không đếm được. Câu số 4. We need to buy some new furniture for the house. Chúng ta cần mua một ít đồ nội thất cho ngôi nhà. Câu này, new furniture là danh từ không đếm được. Vì đây là câu khẳng định nên chúng ta dùng some. Câu thứ 5. There is a big cave in this area. Chúng ta dùng a. Vì danh từ trong câu là big cave, hang động lớn. Hang động là danh từ số ít, đếm được, nên chúng ta dùng mạo từ a, có nghĩa là một. Ok, thầy mời các em kiểm tra đáp án và tự sửa bài của mình lại nhé. Và nội dung tiếp theo của bài học ngày hôm nay, đó là thầy hướng dẫn cho các em cách sử dụng hai động từ khiếm khuyết must và mustn't. Must và mustn't có nghĩa là gì và được sử dụng như thế nào? Chúng ta có động từ khiếm khuyết must, nghĩa là phải. Mustn't có nghĩa là không được. Cách sử dụng như sau. Must chúng ta dùng để nói đến sự việc cần thiết hay quan trọng mà chúng ta cần phải thực hiện. Trong khi đó, mustn't chúng ta dùng để nói đến một sự việc gì đó mà chúng ta không được phép làm hay bị cấm thực hiện. Về vị trí trong câu thì must và mustn't chúng ta dùng được với tất cả các chủ từ hoặc là đại từ nhân xưng I, you, he, she, it, we, you, they. Bây giờ thầy mời các em hãy ghi bài vào trong sổ của mình nhé. Để hiểu rõ hơn cách sử dụng động từ khiếm khuyết must và mustn't, thầy mời các em sang hoạt động kế tiếp. 4. Fill in each blank with must or mustn't. Hoạt động thứ 4. Điền vào chỗ trống với must hoặc là mustn't. Trong bài tập này, chúng ta có tổng cộng có 5 câu và mỗi câu còn chừa cho chúng ta một khoảng trống. Bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của từng câu và xem coi khoảng trống nào chúng ta dùng must và khoảng trống nào chúng ta dùng mustn't là phù hợp. Câu thứ nhất, 1. You leave the room before 12 o'clock. Bạn rời khỏi phòng khách sạn trước 12 giờ. Number 2. You make lots of noise in the museum. Bạn gây nhiều tiếng ồn trong viện bảo tàng. Number 3. My mom says you always tell the truth. Mẹ tôi bảo tôi là luôn luôn nói sự thật. 4. You know you go to bed with your shoes on. Bạn nên biết rằng bạn mang giày khi đi ngủ. Number 5. I want to speak English better. I practice more. Tôi muốn nói tiếng Anh giỏi hơn. Tôi luyện tập nhiều hơn. Trong 5 câu bài tập này, chúng ta có một vài cụm từ mới. Thì mời các em ghi nghĩa của chúng vào trong sổ của mình để chúng ta dễ làm bài nhé. Thank you.
Bây giờ thầy mời các em suy nghĩ làm bài. Và bây giờ chúng ta cùng kiểm tra đáp án của bài tập nhé. Câu số 1, you must leave the hotel room before 12 o'clock. Bạn phải rời khỏi phòng khách sạn trước 12 giờ. Number 2, you mustn't make lots of noise in the museum. Bạn không được gây nhiều tiếng ồn trong viện bảo tàng. Number 3, my mom says you must always tell the truth. Mẹ tôi bảo tôi lúc nào cũng phải nói sự thật. Number 4, you know you mustn't go to bed with your shoes on. Bạn nên biết, bạn không được mang giày khi đi ngủ. Number 5, I want to speak English better. I must practice more. Tôi muốn nói tiếng Anh giỏi hơn. Tôi phải luyện tập nhiều hơn. Ok? Các em có đáp án đúng như thế này không? Bây giờ các em tự kiểm tra lại nhé. Rồi chúng ta hãy sửa lại câu nào mà mình làm sai. Activity 5. Read the classroom rules below. Write some more rules for you and your classmates. Hãy đọc các nội quy trong phòng học dưới đây. Sau đó chúng ta hãy viết thêm một số nội quy dành cho mình và các bạn cùng lớp của mình. Ok, trong bài tập này thì chúng ta sẽ dùng must hoặc là mustn't để chúng ta viết thành những nội quy ứng xử dành cho mình và các bạn cùng lớp. Trong bài tập, sách giáo khoa đã làm mẫu cho chúng ta 2 nội quy, còn lại 3 nội quy. Chúng ta suy nghĩ và chúng ta điền thêm vào nhé. Nội quy thứ nhất, we must arrive on time. Chúng ta phải đến lớp đúng giờ. Nội quy thứ hai, we mustn't pick flowers in the school garden. Chúng ta không được ngắt hoa trong khu vườn của nhà trường. Câu thứ ba, we must, chúng ta phải. Rồi, chúng ta suy nghĩ xem coi, chúng ta cần phải thực hiện nhiệm vụ gì nữa. Number four, we mustn't, chúng ta không được. Rồi, các em suy nghĩ coi, việc gì mà chúng ta không được làm hoặc là chúng ta bị cấm không cho phép làm khi mà chúng ta ở trường. Nội quy thứ năm, các em có thể dùng must hoặc là mustn't để viết nội quy thứ năm này cho mình cũng được. Ok, bây giờ thầy mời các em hãy thảo luận cùng với các bạn của mình để tìm ra những việc gì chúng ta cần phải làm và việc gì chúng ta không được làm khi chúng ta ở trường nhé. Và sau đây là một số gợi ý của thầy. We must keep silent in the classroom.
chúng ta phải giữ trật tự trong phòng học. Number 4. We mustn't play video games while studying. Chúng ta không được chơi điện tử trong khi đang học bài. Number 5. We must learn by heart new lessons. Chúng ta phải học thuộc lòng bài học mới. Hoặc chúng ta cũng có thể nói, we must do enough homework. Chúng ta phải làm đầy đủ bài tập về nhà. We mustn't make noise in the classroom. Chúng ta không được làm ồn trong phòng học. We mustn't cheat in our exams. Chúng ta không được gian lận trong thi cử. Ok. Thì bài học của chúng ta hôm nay tạm dừng ở đây. Trong bài học này, các em nhớ học thuộc quy tắc danh từ đếm được, danh từ không đếm được. Khi nào danh từ đó được xem như là danh từ đếm được và khi nào danh từ đó được xem là danh từ không đếm được. Đồng thời, chúng ta phải nhớ những tính từ chỉ số lượng. Những tính từ nào chúng ta có thể sử dụng với loại danh từ nào nhé. Và sau cùng là các em học thuộc cách sử dụng must và mustn't để diễn tả một cái sự cần thiết hay quan trọng chúng ta cần phải thực hiện, hoặc dùng để nói đến sự việc bị ngăn cấm hay không được phép thực hiện. Ok, thầy chúc các em luôn mạnh khỏe nhé. Goodbye. See you later.